vô đây. Má. Nghe lời má, vô đây. Má à. Vô đây. Má. Con muốn đi đâu, con phải thưa với ông chủ một tiếng chứ. Tiến à, con định bỏ đi thật sao? Bà vẫn coi con là con trai của ba. Nhà này vẫn là nhà của con kia mà. Tiến à, chị muốn em biết á, là cho dù chuyện có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là em của chị. Mọi người càng tốt với con, con càng thấy xấu hổ hơn. Từ trước tới nay, con chỉ là một đứa ngông cuồng hậm hĩnh. Con chưa bao giờ làm được điều gì tử tế hết. Ba, chị, Ngọc Bích, con xin được gửi má con ở lại đây. Con sẽ đi xa một thời gian để sám hối lỗi lầm, để sửa đổi chính mình. Con sẽ thay đổi và thành người tốt hơn, xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho con. Tới lúc đó con sẽ quay trở lại. Má rất mong chờ anh trở lại. Má, con xin má hãy chờ con. Con sẽ sớm quay lại với má nha má. Con cứ làm những gì con thấy cần. Má tin con mà. Dạ. Thôi được, nếu con đã suy nghĩ chín chắn rồi thì ba cũng không ngăn cản con. Nhưng mà con với má con vừa mới trùng phùng, con cũng cần ở bên má con một hai hôm rồi hãy đi nghe con. Dạ. Anh cứ giao việc này cho tôi, đừng có bận tâm gì hết. Năm xưa nếu như không nhờ vợ chồng anh giúp đỡ thì làm sao tôi có cơ nghiệp như ngày hôm nay chứ. Lần này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Gì mà ơn nghĩa với báo đáp chứ. Mình là bạn bè, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là đương nhiên thôi. Tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ông à, tôi đưa con trai con gái tới chào ông đây, dưới suối vàng. Ông thỏa lòng rồi phải không? Đời người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng. Qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Là người sống phải thẳng ở nhà đang giữ gìn sức khỏe đợi con về nha má. Con sẽ sửa sang mộ của tía con tươm tất hơn. Con phải bảo trọng nghe không? Dạ.
Một lần nữa tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Anh đừng lo gì cho má. Tôi chờ anh về. Dạ thưa má, con đi. Tôi đi nghe Ngọc Quỳnh.